biết được bánh gì. Đố ai biết được bánh gì làm ta gắn kết và càng yêu thương, làm cho ta tràn năng lượng và thêm dinh dưỡng mỗi khi ăn vào. Ê, gợi ý là bánh có năm vị, bánh có hình vật ngon mê ly, sô cô la trắng, đen, cam, cùng kem phô mai và kem dâu. Bánh là bánh mà có hình vòng, thơm thơm ngon tới năm vị. Nghe là thấy độc nhất vô nhị, chỉ có thể là bánh đu quỳ. Đu quỳ đu quỳ đu đất, đu quỳ đu quỳ đu đất, đu quỳ đu quỳ đu đất, đu quỳ đu quỳ đu đất. Lấy ra cái bánh đu quỳ, ăn nhiều nhiều hơn nữa đi. Đoán xem nào, đây là mùi hương gì? Bắt đầu nhắm mắt nào, anh mình cùng anh thả ga. Đoán xem nào, dâu cam hay sô cô la?